Trời ơi, đi từ nãy giờ một tiếng đồng hồ hơn rồi mới tới cái Vinhome này rồi. Mà tôi kêu bà rồi, bà đừng có mua ở đây, xa lắm. À, chị Trang nói rất là đúng. Tuy nhiên, Tara muốn hỏi Tuyền, đó là Tuyền, em mua nhà ở đây là yếu tố nào em ưu tiên lên hàng đầu? Chị Tara biết sao không? Thật sự em thì có con, mà ở trên trung tâm thì không có cái chỗ để con em vui chơi. Rồi đi học thì em thấy nó cũng không yên tâm khi mà chiều em đón về. Công việc của em là bình thường từ sáng tới chiều luôn. Nhiều khi tới tối mới về gặp con, và lúc về gặp con ngủ rồi. Nên em thấy là không có yên tâm ở cái môi trường đó. Vậy thì Vinhome là một sự lựa chọn lý tưởng cho những gia đình trẻ, đặc biệt là môi trường giáo dục. Bởi vì trong Vinhome có trường học từ mầm non cho đến cấp 3, và các bé chỉ cần duy trì trong vòng từ 5 phút tại cái khu vực mình đến cái trường học. Và cuối mỗi tuần chị không cần dẫn con đi đâu hết, bởi vì ở đây có đầy đủ tất cả các tiện ích, bao gồm hồ bơi, bao gồm công viên cát, bao gồm những cái khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em. Và một cái điều đặc biệt đó là chị không phải bị vội vàng mỗi khi chiều về phải lo việc đi đón con, bởi vì các bé có thể ở đây sẽ sống một cách tự lập, tự đi học và lên xe bus của Vin được duy trì về đến trường. Hoặc là cha mẹ ông bà có thể mang con đi, chị hoàn toàn yên tâm, có thể chơi với con. Một cái điều đặc biệt mà em có thể trả lời cho chị Trang đó là Vinhome giao thông sẽ có một tuyến đường, đó là vành đai 3, sẽ được kết nối từ tại khu vực của Vinhome đi lên các khu vực quận trung tâm một cách dễ dàng. Và những giao thông công cộng hiện tại bây giờ Vin đã làm như là các tuyến xe bus đi lên Bến Thành, đi lên ngã tư Hàng Xanh hoặc là đi sân bay đều rất là thuận tiện để có thể cho mình sử dụng những giao thông công cộng. Điều đó chúng ta mua nhà không phải là vì cuộc sống tương lai của con em chúng ta, chứ không phải là vì căn nhà đó phải bắt buộc gần nơi mình là hay không, đúng không ạ? Giá cao lắm, mắc lắm. Chị lại nói đúng nữa luôn, giá Vinhome không hề rẻ. Bởi vì biết sao ạ? Nó là một sản phẩm cao cấp. Chị Trang cũng biết rằng là một cái túi Chanel nó cũng sẽ khác với một cái túi hàng chợ, đúng không? Vinhome mang đến những giá trị về không chỉ là một căn nhà, mà nó còn là một tiện ích, một môi trường sống tròn vẹn ở khu vực nơi này. Và sản phẩm của chị khi chị ở rồi, đến sau này chị bán, những cái người mà có những nhu cầu về nâng tầm cuộc sống lên, họ cũng rất là mong muốn sở hữu được những sản phẩm này. Điều đó, giá một căn nhà chúng ta không thể đánh giá được rằng là nó đắt hay nó rẻ, mà cái việc đắt hay rẻ nó phụ thuộc vào cái giá trị tổng quan mà cái sản phẩm nó mang đến. Chị, cái này em cũng quan tâm lắm, mà tới 3 tỷ mấy một căn em cũng không đủ tiền nữa. Tuyền yên tâm, hiện tại bây giờ Vin đang có một chính sách rất tốt dành cho những người mua nhà để ở. Ủa vậy hả chị? Đúng rồi em. Chính sách như thế nào chị nói cho em nghe thử cơ chị. Hiện tại bây giờ em chỉ cần 15% là tương ứng gần 500 triệu là em có thể mua và nhận nhà ở ngay. Chương trình của Vin đang được hỗ trợ trong giai đoạn này lên đến hơn 3 năm dành cho khách hàng mua nhà với chính sách lãi suất 0%. Điều đó nếu như bây giờ thu nhập của vợ chồng em dư ra được 20 triệu thì hơn 3 năm em cũng để ra được gần 1 tỷ. Thì chị nghĩ rằng với cái số tiền em đang có thì chắc chắn em đã có một căn nhà mới. Sau này phần tiền còn lại có thể em vay 50% giá trị căn nhà. Một tháng đâu đó em cũng chỉ trả trung bình tầm 20-25 triệu. Đây là một cơ hội ngàn vàng có một dành cho những người muốn sở hữu sản phẩm của Vin, thương hiệu, muốn có một môi trường sống xanh, muốn có tiện ích Odeon trong một khu vực. Chắc chắn em sẽ không còn bận tâm đến việc là con em đi học ở đâu, em nên cho con em cuối tuần đi chơi ở đâu nữa, bởi vì Vin đã đáp ứng hoàn toàn. Thì sổ sách ở Vinhome thì sao chị? Giống như là những chỗ khác không, rồi mua rồi hả, sổ giấy tờ lại trì trệ hoãn như thế nào, bao nhiêu năm không có sổ gì, chị có thể cho em nói về cái pháp lý cho em nghe được không? Tara biết rằng là ai đi mua bất động sản thì việc đầu tiên đó là việc quan tâm pháp lý. Gần 10 năm Tara làm với chủ đầu tư Vin, và tất cả những dự án mà Vin làm thì pháp lý đều rất là ok. Cụ thể như là trong tháng 3 vừa qua thì Vin đã tổ chức cho cư dân nhận hàng ngàn cuốn sổ tại khu vực Rainbow mà trước đó cư dân đã được để ở. Điều đó có nghĩa rằng là cái khu The Origami mới mà Tara giới thiệu thì khi chị bây giờ về nhà ở khoảng một thời gian, trong vòng khoảng 12 tháng trở lại là chị cũng sẽ được nhận sổ luôn. Và pháp lý ở đây hoàn toàn đều theo tiêu chuẩn của nhà nước. Và Tara khẳng định một điều, Vin pháp lý rất là chuẩn chỉnh, giúp cho cư dân hoàn toàn an tâm về pháp lý đó. Thì chị dẫn cho tụi em đi đến coi những cái căn đó. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau đi xem nhà thực tế để các chị trải nghiệm về một căn hộ của Vin như thế nào nhá. Và những anh chị em nào mà chúng ta đang quan tâm và muốn mua nhà của Vin sở hữu với 500 triệu thì hãy comment quan tâm và click vào đường link chú ý bên dưới. Tara sẵn sàng hỗ trợ các anh chị em đi xem nhà thực tế kèm với chính sách khủng của Vin hiện tại bây giờ hỗ trợ cho những người mua nhà nữa. Nào, cùng let's go!